Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Giảng Tài Tịnh Tông Học Hội Singapore Người Giảng Lão Pháp Sư Tịnh không Tập 25 Xin chào Chư vị Đồng Tu Xin chào mọi người vào thời xưa Quốc gia có tai nạn Ở trong địa phương có hung tai Thì quốc dương Và quan chức Địa phương đều biết dùng phật pháp để giáo hóa chúng sanh trên dưới đều có thể y giáo phụng hành được phật cảm hóa tiêu trừ tai nạn chúng ta trong lịch sử nhìn thấy rất nhiều điển hình rốt cuộc có hiệu quả hay không sự thật lịch sử có thể chứng minh cho chúng ta tại sao lại có hiệu quả cái đạo lý này sâu rộng vô cùng ở trong kinh điển đại thừa phật giáo nói rất rõ ràng nho gia và những tôn giáo khác cũng có nói nhưng mà không nói rõ ràng bằng phật pháp điều này điển tích của phật pháp rất là phong phú phật nói cho chúng ta biết hư không pháp giới. Tất cả chúng sanh trong cõi nước chư Phật là cùng một nhân sanh. Cái nhân này chính là Phật pháp gọi là tâm tánh. Cùng một tâm tánh sinh ra là giống như cái thân của con người chúng ta vậy nó là một thân thể cái thân thể này có biết bao nhiêu tế bào chúng ta hiện nay biết tế bào hoàn toàn không phải là đơn vị nhỏ nhất tế bào là do nguyên tử điện tử tổ hợp mà thành Nhà khoa học cận đại Nói cho chúng ta biết Nguyên tử điện tử cũng không phải là đơn vị nhỏ nhất Còn có đơn vị nhỏ hơn điện tử Bằng một phần ước dạng Gọi là hạt quát Tất cả mọi chúng sanh trên thế giới chúng ta Là giống như vật chất nhỏ nhất vậy không biết toàn bộ cơ thể là mình chấp trước cái hạt nhỏ kia cho đó là mình đến khi nào họ biết toàn bộ cơ thể là mình sau đó mới biết được bất kỳ một hạt nào cũng có thể ảnh hưởng toàn thân là giống như cơ thể chúng ta vậy bất kỳ một tế bào nào bất kỳ bộ phận nào bạn dùng kim châm vào thì toàn thân đều cảm giác thấy đau chúng ta hiểu cái đạo lý này cho nên phật dạy chúng ta khi có tai nạn xảy ra nhất định phải phản tỉnh phải ăn năn phải hối lỗi Như vậy thì Mới có thể Hóa giải tai nạn Giáo dục của Phật Đà Đúng quả thật là Nền giáo dục trí tuệ Chí thiện cứu cánh viên mãn Của thế xuất thế gian Tất cả mọi vấn đề thế xuất thế gian đều có thể giúp chúng ta giải quyết. Chúng ta ở trong đời sống thường ngày gặp phải một số tai họa không may. Chúng ta thường hay nghe thấy lục lội, hạn hán, động đất, bão tố, những thứ này đích thực đúng là đều do chúng sanh hữu tình chúng ta đã tạo nghiệp bất thiện chiêu cảm nên nếu như nói những tai họa tự nhiên này không có liên quan gì với tư tưởng hành vi của chúng ta đây là điều sai lầm cái quan niệm này sai lầm Người trước đây Ở Trung Quốc Trong hai ngàn năm trước Thời đại của đế dương Có thể nói rất ít đế dương Không có tiếp nhận qua Phật Pháp Hầu như là không có Phật Pháp truyền đến Trung Quốc Từ Triều Hán Chúng ta biết là Năm thứ 10 Vĩnh Bình Minh Đế thời Hậu Hán truyền đến Trung Quốc. Năm 67 sau Công Nguyên. Sau khi truyền đến Trung Quốc, giai cấp sĩ đại phu Trung Quốc hiện nay gọi là phần tử tri thức. Vào thời xưa gọi là giai cấp sĩ đại phu, ngày nay gọi là phần tử tri thức. Bất kể họ tin hay không tin, không có ai không đọc sách Phật. Nhiều ít đều có độc Ảnh hưởng rất sâu ừ. Tuổi trẻ Khí huyết sung mãn Thành kiến rất sâu Không thể tiếp nhận Lúc tuổi về chiều Rất nhiều người cũng tiếp nhận Nhân vật đại biểu cụ thể nhất là Hàng Vũ Hàng Vũ khi còn trẻ tuổi Bài xích Phật Pháp lúc về già quy y hòa thượng đại điên chăm chỉ học phật biết tư tưởng kiến giải trước đây là sai lầm rồi cho nên người đi học trước đây có cái điểm hay họ biết mình có lỗi lầm họ biết sám hối họ biết sửa lỗi đây là điều rất hiếm có hiện nay có một số người vô cùng ngoan cố tuy biết là sai rồi sai rồi cũng không thừa nhận cũng không chịu sửa cái quả báo này là rất thê thảm chúng ta không thể không hiểu những đạo lý này không thể không quan sát thật kỹ quá khứ hiện tại những sự thật này để từ chỗ này xây dựng tính tâm phật pháp là giáo dục từ đời sống thường ngày từng ly từng tí cho đến khi bạn triệt để hiểu rõ chân tướng hư không pháp giới cho nên nó là một nền giáo dục viên mãn chúng ta cần phải lý giải gặp được là may mắn lớn rất nhiều chính trị gia đối với tôn giáo sinh ra hoài nghi đây là họ nhận thức không đủ tại sao trung quốc cổ đại mấy ngàn năm nay thay đổi triều đại mỗi một đế dương đều tôn sùng phật giáo nguyên nhân là họ hiểu rõ họ nhận thức bản thân phật bồ tát cho đến tất cả chúng sanh mà họ giáo hóa đối với quốc gia mà nói ở trong kinh phạm vọng có hai điều điều thứ nhất không làm giặc quốc gia đây là điều mà Phật pháp dứt khoát không cho phép. Cái này thì quốc gia hoan nghênh, có lợi ích lớn đối với quốc gia. Thứ hai là bất bán quốc chủ, tuy người lãnh đạo quốc gia có lỗi lầm, không được phép phỉ bán. Tại sao vậy? Họ là trung tâm mà người cả nước tin cậy Nếu như phỉ bán Đối với người lãnh đạo Quốc gia Khiến cho người cả nước nghi ngờ Thì quốc gia này sẽ nguy hiểm ngay Cho nên có thể khuyên can Không nên phỉ bán Chúng tôi nghĩ đây là điều mà bất kỳ người lãnh đạo một dân tộc quốc gia nào trên toàn thế giới cũng hoan nghênh nho gia dạy người thí dụ thế gian báo thù cái thù giết cha không đội trời chung cái thù lớn này nhất định phải báo nhưng mà cái thù giết cha của bạn kẻ thù này hiện nay họ là quan chức chính phủ thì bạn không thể báo tại sao vậy họ vì nhân dân phục vụ nếu như bạn giết họ đi báo được thù rồi họ phục vụ rất tốt làm rất tốt bạn khiến biết bao nhiêu bá tánh mất phước cái tội này của bạn nặng rồi đến khi nào báo thuộc vậy đợi khi họ về hưu rồi hãy báo rất có đạo lý họ chưa về hưu việc họ làm hiện nay là đang hiến thân vì nhân dân vì xã hội vì sự việc công ích cái này không thể báo thù giết cha cũng không được phép báo chúng ta thử nghĩ xem thánh nhân dạy người thật sự là hợp tình hợp lý hợp pháp ở trong kinh anh lạc cũng có hai điều phật dạy chúng ta điều thứ nhất bất lậu quốc thế Hiện nay rất nhiều người tìm đủ mọi cách để trốn thuế Đây là điều Phật Pháp không cho phép Đệ tử Phật không tròn nghĩa vụ nạp thuế Vậy là sai rồi, phạm giới rồi Nạp thuế là nghĩa vụ mà người dân phải làm tròn quốc gia dựa vào thu thuế dùng cái thu nhập này để kiến thiết quốc gia quốc khố chính phủ trống không không có tiền để làm rất nhiều sự nghiệp kiến thiết thì nhân dân không có phước rồi cho nên nạp thuế là gì vậy nạp thuế là tạo phước xã hội tạo phước nhân quần đây là điều đứng đầu ở trong sự nghiệp từ thiện chúng ta phải tròn nghĩa vụ điều thứ hai bất phạm quốc chế quốc chế là pháp luật quốc gia nhất định phải tuân thủ các bạn thử nghĩ xem bốn giới điều này nếu như lãnh tụ chính trị đọc kinh phật biết bốn giới điều này họ nhất định hoan nghênh họ nhất định chủ động thúc đẩy giáo dục phật đà rất nhiều người hỏi chánh pháp là gì tà pháp là gì bốn giới điều này chính là tiêu chuẩn phân định tà chánh không biết yêu quốc gia yêu dân tộc chạy theo ngoại quốc ức hiếp quốc gia của mình đây là quốc tặc cái này không phải phật pháp phỉ bán người lãnh đạo quốc gia phê phán hành chánh quốc gia phân chia tình cảm nhân dân suối dục chia rẽ dân tộc đây không phải là đệ tử phật phật hoàn toàn không có giáo dục như vậy bao giờ trốn thuế cả thế giới trong nước ngoài nước Người nước ngoài trước đây thật thà Tiên sinh Phương Đông Mỹ vào thời đó Lúc tôi còn Học tập với thầy Đây là vào hơn 40 năm trước Thầy đã từng nói với tôi 50 năm trước Vào thời đó nói 50 năm trước Hiện nay cộng thêm 40 năm nữa Là 90 năm trước Thầy nói người nước Mỹ vào thời đó Rất dễ thương Người nước Mỹ có tính chánh nghĩa hiện nay người nước mỹ bị người đông phương đồng hóa rồi người đông phương trốn thuế đủ thứ kỹ xảo thông minh người mỹ học được rồi giao lưu văn hóa chúng ta học được những thói xấu của họ rồi họ cũng học được những thói xấu của chúng ta rồi không học cái hay chỉ học cái xấu Cũng học cách trốn thuế Cũng học cách tham ô rồi Một mực nghĩ đến lợi hại Nghĩ đến tự tư tự lợi Đạo nghĩa không còn nữa Chui kẻ hở của pháp luật đây chính là phạm pháp Phật dạy chúng ta Bất tác quốc tặc Bất bán quốc chủ Bất lậu quốc thế Bất phạm quốc chế Đây cũng là Phật giáo hóa tất cả chúng sanh Làm thế nào yêu quốc gia Bốn điều này bạn làm được rồi Mới gọi là yêu nước bốn điều này bạn không làm được thì yếu nước là giả chứ không phải là thật. Phật Đà chỉ dạy chúng ta từng câu từng chữ hàm nghĩa đều sâu xa vô cùng. Trong kinh Đại tập còn nói cho chúng ta biết Ngài nói nếu như thế gian không có Phật Đây cũng là lời giả thiết Nhưng trên thực tế cũng là sự thật Pháp dẫn của Thích Ca Mâu Ni Phật là 12.000 năm 12.000 năm qua đi rồi Thì thế gian không còn Phật nữa Hiền kiếp Đức Phật thứ năm là Bồ Tát Di Lặc thì hiện thành Phật cái thời gian này rất dài Trong kinh Di Lạc Hà Sanh Nói cho chúng ta biết Ngày đến khi nào tái sanh vậy Sau 56 ức dạng năm Hay nói cách khác 56 ức dạng năm Sau khi pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật qua rồi Qua thời gian dài như vậy Cái thế gian này không có Phật Phải đợi Phật Di Lạc Hà Sanh giảng kinh thuyết pháp đến lúc này Phật pháp mới xuất hiện. Cho nên trong kinh Phật thường nói, thân người khó được, Phật pháp khó nghe, thật không dễ dàng. Chúng ta thật may mắn có thể sinh vào trong 12.000 năm nay. Bạn mới gặp được Phật pháp. Khi không có Phật pháp Phật nói rồi Thiện sự phụ mẫu Tức thì sự Phật Thế là chúng ta mới hiểu được Sau khi Phật Pháp Ở trong thế gian này bị tiêu diệt Tại sao Thích Ca Mâu Ni Phật Đem diệt độ hóa chúng sanh Giao cho Bồ Tát Địa Tạng Quan âm Bồ Tát ngày không giao, văn thù phổ hiền những Bồ Tát lớn này ngày đều không phó tác. duy chỉ phó tác cho Bồ Tát địa tạng là có ý gì vậy? Bồ Tát địa tạng đại biểu hiếu thân tôn sư. Khi thế gian không có Phật pháp, bạn biết hiếu thân tôn sư là không khác gì so với việc phụng sự Phật đà. Đây là nghĩa thú của biểu pháp, chúng ta cũng nên biết. Giáo huấn của Phật Đà. Bắt đầu từ phụng sự cha mẹ. Tịnh nghiệp tam phước. Câu nói đầu tiên là hiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng Phật dạy người bắt đầu từ chỗ này Cũng là viên mãn ngay chỗ này Ngàn kinh dạng luận Trường kiếp tu hành Đến cuối cùng Chính là viên mãn hai sự việc này Viên mãn là thành Phật rồi Bạn đem đạo lý Hiếu thân tôn sư Hiểu rõ ràng rồi Thực hiện vào Trong đời sống của bạn Thực hiện vào trong Việc đối nhân sự thế của bạn Thật viên mãn Là bạn thành Phật rồi Từ đó cho thấy Ngàn kinh dạng luận 49 năm thuyết pháp Nói cái gì vậy Chẳng qua là nói cái đạo lý lớn của hiếu đạo và sư đạo thực tiễn của hiếu đạo và sư đạo phật chỉ nói cái này nói đến chỗ rốt ráo phật chỉ thị chúng ta hư không pháp giới tất cả chúng sanh đều là cha mẹ của chúng ta đều là thầy của chúng ta lời nói này người mới học phật rất khó thể hội càng thâm nhập bạn sẽ càng phát hiện hai câu nói này của phật có đạo lý Đến khi nào bạn có thể tiếp nhận Không nghi ngờ vậy Giác ngộ Đại thừa Duyên giáo sơ trụ Bồ Tát Tiếp nhận rồi Hoàn toàn không có nghi ngờ Tha thiết phụng hành Từ sơ trụ đến đẳng giác, cái cấp bậc Bồ Tát này gồm có 41 cấp bậc. Họ tu cái gì vậy? Chẳng qua là thực tiễn cái đường lối này mà thôi. Người ở trong mười pháp giới chỉ có thể nói là nghe Phật có cách nói này mặc dù không phản đối không cách gì chứng thực tại sao vậy giọng tưởng phân biệt chấp trước buông không được vẫn là có phân biệt vẫn là có chấp trước cho nên chỉ có thể là nghe nói mà thôi nghe phật có cách nói này có phải là sự thật hay không tôi vẫn không dám khẳng định đây là phàm phu chúng ta bởi vì tôn trọng phật không dám phản bác không phải phật giáo đồ đối với phật không có cái tâm tôn trọng này bèn đưa ra phê phán rồi lời phật nói là chân thật phải dùng trí tuệ phải dùng thực tiễn mà chứng thực Xin chào chư vị đồng tu cho mọi người Cổ nhân thường nói Nhân tồn chánh cử Nhân dòng chánh tức chế độ tốt đi nữa cũng cần phải có người chấp hành mới có thể tạo nên hiệu quả dạy học cũng không ngoại lệ nên giáo dục tốt đi nữa nếu như người học tập không thực hiện được thì đó cũng trở nên vô vị. Đối với bản thân tu thân tề gia. Đối với xã hội, đối với quốc gia cũng không có sự cống hiến thực chất giáo dục tôn giáo cũng không ngoại lệ ngày nay xã hội chán ghét giáo dục phật đà một cách phổ biến nguyên nhân do đâu vậy chúng ta phải hiểu rõ Sau khi chúng ta tiếp xúc rồi Hiểu rõ sâu sắc Giáo dục Phật Đà Quả thật Là nền giáo dục trí thiện viên mãn Của thế gian bao gồm Cổ kim trong ngoài tại vì sao mà nói lại xa xúc đến mức độ như vậy cái trách nhiệm này ai phải gánh học trò của phật phải gánh không nên trách người khác phật đã không còn tại thế nữa tổ sư đại đức cũng đã xa lìa chúng ta mà đi đệ tử của phật hiện nay tại gia xuất gia chúng ta đối với lời giáo huấn của phật đà không thể nhận thức được không thể lý giải được không thể phụng hành được Thì chúng ta là tội nhân của Phật Bồ Tát Là tội nhân của Tổ sư Đại Đức Tối hôm qua Tôi nghe tiên sinh Hà Dân nói với tôi Giáo sư cổ chân Mỹ Đại học quốc gia này những năm gần đây đã viết một cuốn sách dày, phân lượng rất lớn, chuyên nghiên cứu Phật giáo ở Trung Quốc 2000 năm nay đã có sự cống hiến to lớn đối với quốc gia, với dân tộc, với chính trị, với xã hội. Ông vô cùng tán thán. Ông nói cái công việc này trước đây chưa có người làm. Tôi biết giáo sư cổ. Vào thời đó ông còn đang học đại học. Tôi biết ông có lẽ là hơn 30 năm rồi. Ông nhìn Phật pháp từ góc độ này rất hiếm có. đủ để gợi mở cho người lãnh đạo mỗi quốc gia khu vực trên thế giới hiện nay tôi biết phương tây tôi sống ở mỹ rất lâu nước mỹ cái quốc gia này vô cùng hoan nghênh tín ngưỡng tôn giáo từ tiểu học đã là như vậy rồi họ điều tra học sinh tiểu học có tín ngưỡng tôn giáo hay không bất kể bạn tín ngưỡng tôn giáo nào cũng tốt người không tín ngưỡng tôn giáo họ bèn tặng cho bạn dấu chấm hỏi bạn là học sinh có vấn đề quả thật quan niệm không giống người đông phương chúng ta tại sao vậy giáo dục tôn giáo ở trong con mắt người phương tây là nền giáo dục đạo đức ở trong con mắt của bạn kính thần bạn sẽ được kiềm chế bởi lời giáo huấn thánh thần đây là một sự việc tốt họ không xem việc này là mê tín chúng ta quan sát tỉ mỉ lãnh tụ người phương tây tổng thống mỹ thủ tướng anh chủ nhật đều đến giáo đường để cầu nguyện đó là giáo dục tôn giáo phật giáo nếu nói giáo dục tôn giáo cái định nghĩa của tôn giáo này so với trong quan niệm của họ hoàn toàn không giống nhau. Đây là điều mà người học Phật chúng ta cần phải nên biết. Phật giáo chúng ta nói tông là nói Thiền tông. Chuyên chỉ Thiền tông. Nói đến giáo là ngoài Thiền tông ra, chính tông phái khác đều gọi là giáo hạ. Tông môn giáo hạ. Đây là bản thân Phật giáo chúng ta xưng Tôn giáo Tôn môn giáo hạ à, Đều là giáo dục Đều là dạy học Cho nên Phật giáo là giáo dục Chúng ta gọi Thích Ca Mâu Ni Phật Không hề gọi Ngài là Chủ Không hề gọi Ngài là Thần Không hề gọi Ngài là Thượng Đế Chúng ta gọi ngài là bổn sư Các bạn thử xem cách xưng hô này Bổn sư là có ý nghĩa gì vậy? Đây là vị thầy ban đầu của chúng ta Giáo dục Phật Đà Người sáng lập Vị thầy này chúng ta gọi là bổn sư Chúng ta tự gọi là đệ tử Các bạn thử nghĩ Đây thật ý gì quan hệ giữa chúng ta với phật là quan hệ thầy trò ở trong giáo dục mới có quan hệ thầy trò ở trong tôn giáo có quan hệ cha con quan hệ chủ tớ không có quan hệ thầy trò cái đạo lý này chúng ta phải biết đời hậu thế đại chúng thông thường trong xã hội gọi người xuất gia là hòa thượng hòa thượng là tiếng phạn ý của nó là thân giáo sư Nếu dùng danh từ giáo dục hiện đại của chúng ta mà nói. Thì hòa thượng có hai loại thân phận. Loại thân phận thứ nhất là hiệu trưởng trường học. Hiệu trưởng là hòa thượng. Ngoài hiệu trưởng ra, những người khác không được gọi là hòa thượng. Những người khác ở trong Phật pháp gọi là A-sà-lê là pháp sư hòa thượng là người chủ trì giáo dục họ phụ trách toàn bộ dạy học họ mời những giáo sư thầy giáo này là người thay họ chấp hành họ quản lý chính sách giáo dục quyết định kế hoạch dạy học làm thế nào có thể đạt được mục đích dạy học đây là hiệu trưởng cho nên các giáo viên đều là người giúp họ chấp hành vì vậy hòa thượng chỉ có một người không có hai người nhưng mà ở trong phòng nghiên cứu đại học giáo sư chỉ đạo cũng được xem là hòa thượng thân giáo sư giáo sư chỉ đạo ở trong phòng nghiên cứu cho nên hòa thượng có hai loại thân phận này một loại là hiệu trưởng một loại là giáo sư chỉ đạo cách gọi này cực kỳ tôn kính cho nên hòa thượng không thể tùy tiện mà gọi cách gọi như vậy cực kỳ tôn kính a xà lê cũng là tiếng phạn ý của nó là vị thầy này ngôn hạnh của họ có thể làm tấm gương cho ta cho nên thời xưa dịch thành quỷ phạm sư là quỷ đạo mô phạm đây là thông thường gọi các giáo viên ngôn hạnh của giáo viên có thể làm tấm gương cho học sinh làm mô phạm cho học sinh thời đại triều đường phật giáo tại trung quốc đã khởi lên một cuộc cách mạng rất lớn Đó chính là Sự hưng khởi của chế độ Tùng Lâm Đây là điểm đặc sắc của Phật giáo Trung Quốc Cái này hay Chế độ Tùng Lâm là gì vậy? Chính là Đại học Chính Quy Thích Ca Ni Phật cả đời dạy học Giống như khổng lão phu tử Dạy tư thục Không có chính thức thành lập trường học Truyền đến Trung Quốc vẫn là cái cách này vẫn là thuộc về loại dạy học tư thục này đến thời mã tổ mã tổ là đời thứ tám của thiền tông chúng ta thông thường gọi là đồ tôn của lục tổ đại sư huệ năng mã tổ bá trượng đều là người đời thứ tám hai người họ phát khởi xây tùng lâm tức là đem giáo dục phật giáo chính quy hóa có tổ chức tổ chức lại có hệ thống mã tổ xây tùng lâm bá trường lập thanh quy đó chính là chương trình của cái trường học này những chế độ quy định ở trong đây là do sư bá trường ngày định ra đây chính là đại học phật giáo ở trong tùng lâm phân công so với đại học hiện nay không khác nhau chủ tịch của tùng lâm cũng gọi là phương trưởng đó chính là hiệu trưởng Phương trượng là phòng họ cư trú. Phòng không lớn. Chu di một trượng cho nên gọi là phương trượng. Ở đây nhìn thấy sự đơn giản, tiết kiệm trong đời sống của người xuất gia. Đây là chủ tịch, đây là hòa thượng. Cho nên gọi là đại hòa thượng ở dưới hòa thượng có ba vị chấp sự cương lĩnh một vị là hòa thượng thủ tòa quản lý việc giáo dục chính là trưởng giáo dục ở trong đại học hiện nay họ là thủ tòa duy na quản lý việc huấn đạo giám viện quản lý tổng vụ tên gọi khác nhau thực ra thủ tòa chính là trưởng giáo dụ duy na là trưởng húng đạo giám viện là trưởng tổng vụ hiện nay tổ chức trường học giống y như thời đó vậy chỉ là tên gọi chức vị khác nhau thủ tọa thủ tọa có rất nhiều vị trong đó có một vị lãnh đạo gọi là hòa thượng thủ tọa họ quản lý dạy học cho nên nghiên cứu quan sát tỉ mỉ thì phật giáo là giáo dục phật giáo không phải tôn giáo nhưng có người cảm thấy kỳ lạ Tại sao từ diện Tùng Lâm Phật giáo Tạo ra nhiều tượng Phật như vậy Khiến người ta nhìn thấy giống như là mê tín vậy Cái này là họ chưa có thâm nhập để tìm hiểu Xã hội chúng ta ngày nay Tách đại học Thông thường với diện bảo tàng ra Có rất nhiều môn phải đến viện bảo tàng để điều tra để tham quan để nghiên cứu phật giáo nó rất đặc thù nó đích thực là nền giáo học nghệ thuật cao độ nó đem viện bảo tàng với nhà trường tập hợp lại với nhau cái này rất đặc thù phật giáo coi trọng nghệ thuật điêu khắc mỹ thuật âm nhạc thậm chí là kiến trúc nó đem nghệ thuật với giáo dục tập hợp lại với nhau ngày nay gọi là nền giáo dục nghệ thuật hóa cao độ nền giáo dục này hay khiến lục căng của bạn tiếp xúc cảnh giới toàn là giáo dục. Ở mọi lúc, ở mọi nơi đều nhắc nhở bạn. Đây chính là ở trong Phật pháp gọi là biểu pháp. Chúng ta thử xem đại đức xưa chú giải ở trong kinh sách đặc biệt là đại sư thanh lương chú hoa nghiêm đều chỉ ra cho chúng ta thấy ý nghĩa đủ dạng biểu pháp trong hoa nghiêm trong kinh nói với các bạn nhiều như vậy bồ tát bồ tát là người giác ngộ triệt để nói thiên dương chư thiên thiên dương là đại biểu người lãnh đạo các cấp chế độ chính trị trong xã hội này cái này thuộc về thiên dương chúng ta hiện nay đọc thấy trong kinh hoa nghiêm như người, người lãnh đạo quốc gia người lãnh đạo cấp tỉnh người lãnh đạo huyện thị loại này thuộc về thiên dương cái này chúng ta đã học qua rồi hiện nay cái chúng ta học là tạp thần chúng bạn nhìn thấy rất nhiều người này chúng ta gần đây học vẫn chưa có học xong khẩn na la dương những tạp thần này nhiều đến mấy chục loại tạp thần đại biểu điều gì vậy là người lãnh đạo các ngành các nghề trong xã hội không phải thuộc về người lãnh đạo chính trị bạn mở công ty bạn mở cửa hàng ông chủ đều là người lãnh đạo là thuộc vào loại này chúng ta ở trong kinh thập thiền nghiệp đạo này đây là dạy long vương long vương thuộc về loại tạp thần họ không thuộc về chính trị bạn phải hiểu được hàm nghĩa của nó nó không hề mê tín nó đem giáo dục của nó thăng hoa dùng phương pháp nghệ thuật để biểu đạt hàm nghĩa sẽ sâu sống đồng phật nói ra kinh này là nói tại Long Cung Sa Kiệt La. Long Cung Sa Kiệt La là gì vậy? Chính là xã hội hiện thực của chúng ta. Sa Kiệt La là tiếng Phạn Dịch theo mặt chữ là biển mặn. Nước biển là gì mặn? Tôi hỏi bạn, nước biển có dễ uống hay không? Nước biển rất khó uống. Dân, đây là đại biểu cái gì vậy? thế gian này của chúng ta là biển khổ khổ hải vô biên sa kiệt la là đại biểu biển khổ long là cái gì vậy là xử lý nhân tâm trong cái xã hội này biến ảo vô thường long là loài giỏi biến hóa rồng và rắn ở trong mắt con người thời xưa là loài giỏi biến hóa nhất đây là hình dung điều gì vậy là thế gian xử lý nhân tình biến hóa đa đoan cho nên long cung ở đâu vậy ở xã hội trước mắt của chúng ta ai là long vậy mỗi người đều là long từ sáng đến tối nghỉ ngợi lung tung đây gọi là long dương chính là người lãnh đạo ở trong các ngành các nghề bạn ở trong nhà là gia trưởng bạn là vua ở trong nhà bạn mở cửa hiệu nhỏ bạn là ông chủ bạn là vua của cửa hiệu này chính là cái ý này đâu có gì là mê tín bạn phải hiểu được thâm nghĩa của Phật Thuyết Pháp Cho nên ở trong Phật Pháp thường nói Y văn giải nghĩa tam thế Phật quan Nếu bạn theo mặt chữ mà giải thích Mà lý giải Thì ba đời chư Phật đều hàm quan cả Bạn hiểu sai ý của các ngài rồi Bạn không hiểu được lời ngài nói là Ý tài ngôn ngoại Vậy mới hay Để bạn thể hội Chỉ một câu mà ý nghĩa vô cùng Đây là nghệ thuật nói chuyện Người Trung Quốc biết nói chuyện Lão cư sĩ Triệu Phát Sơ nói rất hay Chịu sự ảnh hưởng của Phật giáo Nếu như không có Phật giáo Lão Triệu nói Người Trung Quốc không thể nói ra được một câu nói hoàn chỉnh Tại sao vậy? ở trong một câu của bạn mà thử nghĩ thật kỹ xem rất nhiều danh từ thuật ngữ hoàn toàn là của phật giáo cho nên xa rời văn hóa phật giáo là không biết nói chuyện rồi cậu ấy nói rất có đạo lý đây là người đối với phật pháp có nghiên cứu có nhận thức Do đó Chúng ta hãy quan sát từ các phương diện Chúng ta mới thật sự lý giải Thích ca mâu ni Phật Là một người như thế nào Dùng quan niệm của đại chúng Xã hội Hiện nay Để định vị cho Thích ca mâu ni Phật Ngày là một nhà giáo dục xã hội Đa nguyên văn hóa Tôi nghĩ đây là điều mà người học Phật Ai cũng khẳng định sự cống hiến cả đời của Thích Ca Mâu Ni Phật đối với xã hội, đối với nhân dân. Ngày là một người làm công tác nghĩa vụ về giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Đáng được chúng ta tôn kính. Chúng ta học Phật thì phải noi theo Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta hiến thân phụng sự cho giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa chúng ta cũng phải học tập giống như thích ca Ni phật là một người dạy học nghĩa dụ cho nên người không thể không học phật học phật không xảy ra xung đột với tín ngưỡng tôn giáo Lời nói này có lẽ là giàu 30-40 năm trước Tôi đã nói tại Đại học Bổ Nhân Tôi còn nhớ Khi tôi nói chuyện tại Đại học Bổ Nhân Người ngồi ở hai hàng phía trước là các cha Và sơ Ngồi phía sau là sinh viên của trường họ Tôi nhìn thấy nhiều cha như vậy Tôi thấy rất quan hỷ Tôi nói với họ Các bạn với Thượng Đế Là quan hệ cha con Các bạn đến học Phật Học với Thích Ca Mâu Phật Là quan hệ thầy trò Không hề xung đột Ở nhà có cha mẹ Đến trường thì có thầy Đâu có gì là xung đột Tôi cũng đặc biệt khuyên họ Nhất định phải cố gắng học theo Thích Ca Mâu Ni Phật nếu không thì Thượng Đế Sẽ rất cảm thán Con cái của ta được lắm Là rất tốt Đáng tiếc là không được đi học Thì Thượng Đế Cũng rất là xấu hổ Nếu như bạn học Phật Thì Thượng Đế sẽ cảm thấy rất vinh dự Con cái của ta Là học trò của Thích Ca Mâu Ni Phật Người có trí tuệ nhất Ngài cũng thấy dễ dàng Tôi nói xong, mọi người trong giảng đường đều cười gian Hôm đó, các đồng tu nói với tôi nói những cha nhà thờ này yêu cầu tôi ở lại thêm nửa giờ họ muốn hỏi một số vấn đề sau khi tôi giảng xong thì không còn vấn đề nào nữa cho nên phật giáo là nền giáo dục cứu cánh viên mãn bất kỳ tín đồ tôn giáo nào cũng cần phải nên học phật nó là nền giáo dục trí tuệ không có trí tuệ không thể giải quyết vấn đề thật sự học phật thượng đế không phản đối chúng ta ở trong kinh điển nhìn thấy thượng đế thường hay mời phật bồ tát đến thiên cung để giảng kinh thuyết pháp cho nên tôi nói hiện nay bạn không học phật cũng không sao cả bạn cố gắng tu cho tốt pháp môn của bạn đi tương lai bạn thật sự đến thiên đường rồi bạn đến thiên đường thì thượng đế của bạn mời phật bồ tát giảng kinh bạn đến nghe cũng vậy thôi cũng tốt thôi bạn không đến được thiên đường thì bạn đã bỏ lỡ cái cơ hội này cho nên chúng ta phải rõ lý phải nhận thức phật giáo phải gánh giác sứ mệnh giáo học phải làm tấm gương tốt cho đại chúng xã hội thấy nếu như chúng ta không thể làm tấm gương tốt thì chúng ta là tội nhân của Phật Bồ Tát Là tội nhân của Tổ sư Đại Đức Chúng ta có lỗi với bản thân Cũng có lỗi với xã hội Bạn không có cơ duyên Tiếp xúc được Phật Pháp Thế thì khỏi phải bàn đến Tiếp xúc được rồi Chúng ta sẽ có tính sứ mệnh Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết Chúng ta chỉ dặn đến đây A-di-đà Phật cẩn dịch viên đạn cư sĩ vòng tay cư sĩ vòng tay cư sĩ a gmail com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật